Nướng bánh tráng ăn. Có một đoạn miếng rồi. Rồi tao phụ quậy kéo cái quần lên. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Còn đây nè. Tao đứng quảnh, tao cần dặm cái đó nha. Trời ơi, nó chén ngon quá. Nó chén ngon Phú Yên. Rất là dày nướng nó ngon. Rồi xong. Ok. Cho làm bánh tương đúng không? Wow. Ngon quá rồi này. Giờ ngày này trúng con à. Dì Hấu đi, quét sạch sẽ chỗ đó chưa? Ủa lộn bánh tráng đi. Tại vì đó phá hư cái đó luôn nha. Trời ơi nắng kinh khủng nắng. Mày gì? Mày làm nước gì à? Nước tôi quậy ra. Gì con? Quậy ra chắc. Con dở nhanh tan lên. Dở hơn. Rồi cắt sẵn cắt rồi hết để vậy. Mẹ không biết, con rà đại đi, con rà lại đi, có gì bắt lớn lên. Đây mẹ ba muốn tiêu cho biết người vậy. Đúng cách hả? Nè, con có tóc lớn nè. Lớn bao nhiêu nè? Buồn lắm.
Thank you.